Buổi trưa ngày 31 tháng 10 năm 2024, báo cáo với lại các thượng đế, combo băng cassette lên sóng buổi sáng ngày hôm nay đã được một người thượng đế có cái bụng tốt ở quận Cầu Giấy, thủ đô Hà Nội đã Trần Văn chốt. Nhưng mà trong đó thì có rất nhiều thượng đế nhắn tin là cho anh chốt combo, nên là bây giờ tranh thủ giới thiệu tới mọi người một combo nữa, rồi lại phải vào hoàn thiện cái mỹ đài Sony 3 số 1 để phúc đáp ông giáo ở tỉnh Kiên Giang. À, những thượng đế nào gọi điện cho mình, nhắn tin cho mình mà mình chưa trả lời thì các thượng đế cũng thông cảm cho. Combo này có 6 cuộn băng cassette loại băng Sony HF90. 6 cuộn băng cassette loại băng Sony HF90. Đây là những cuộn băng tự mình thu, đã kiểm tra chất lượng âm thanh mặt A và mặt B rồi. Chỉ có vỗ đùi đen đét thôi. Cuộn băng thứ nhất, băng Sony HF90 có nội dung chương trình GLTV. Mình dịch chia luôn để cho mọi người biết, đó là Giao Linh Tuấn Vũ. Giao Linh Tuấn Vũ. Giao Linh Tuấn Vũ. Cuộn này là cuộn thứ hai. Cuộn này cái vỏ nó bị nứt à? Vỏ bị nứt, lát nó đổi cái vỏ khác. Đây, đổi luôn cái vỏ này vào đây, xong chuyện. Đây, thiếu gì vỏ đâu. Đây, bỏ luôn cái vỏ vào đây. Xong chuyện. Đấy. Vỏ nứt bỏ luôn. Đây, đổ cái vỏ khác khỏi nứt đi. Đấy. Thanh Tuyền Hương Lan. Thanh Tuyền Hương Lan. Cuộn này là cuộn thứ ba. Thu Hiền. Nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền. Cuộn này là cuộn thứ tư. Băng nhạc trước 75, Phương Dung Hương Quê. Phương Dung Hương Quê. Băng này thì như vừa mới sản xuất. Băng này thì như vừa mới sản xuất. Như vừa sản xuất. Cuộn này là cuộn thứ 5. Chế Linh. Cuộn này là cuộn thứ 6. Duy Khánh Hương Lan. Duy Khánh Hương Lan. Điểm danh lại. Giao Linh Tuấn Vũ. Thanh Tuyền Hương Lan, Thu Hiền, Phương Dung nhạc trước 75, Chế Linh, Duy Khánh Hương Lan. 6 cuộn này, hôm nay ngày 31 tháng 10, ngày cuối của tháng 10 năm 2024, trân trọng gửi tới quý vị và các bạn 250.000 đồng. 250.000 đồng là tiền 6 cuộn băng này, còn tiền vận chuyển hết bao nhiêu tiền thì người mua trả. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt. Merci. Merci beaucoup.